đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Khánh Huyền, rất vui được đồng hành với các em trong bài học hôm nay. Các em thân mến, cô đang khoác lên mình chiếc áo kimono, một cảm giác rất là thú vị. Đất nước Nhật Bản có nhiều điều thú vị độc đáo lắm các em ạ. Và hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một trong những niềm tự hào của người dân Nhật Bản về một trong những thể loại thơ độc đáo nhất thế giới, thể thơ haiku. Và đây là cấu trúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các em sẽ được tìm hiểu về thể thơ haiku, về một trong những đại diện ưu tú nhất của thơ haiku Nhật Bản, đó là nhà thơ Basho. Và chúng ta sẽ đi vào phân tích 4 bài thơ haiku của ông. Các em thân mến, sở dĩ thơ haiku trở thành một trong những thể thơ độc đáo nhất, trước hết là bởi vì đây là một trong những thể thơ ngắn nhất thế giới, chỉ có khoảng 15 đến 17 âm tiết thôi. Và để làm nên được những bài thơ haiku thì các nhà thơ thường bắt đầu bằng tứ thơ. Trong các bài thơ haiku thường có quý ngữ, và nếu như chúng ta tìm hiểu về văn hóa của Nhật Bản, các em sẽ thấy rằng trong mỗi bài thơ haiku đều có chất thiền và đều có đậm đà bản sắc văn hóa của Nhật Bản, văn hóa của phương Đông. Trong đó nổi bật nhất chính là quan niệm vạn vật nhất thể, và trong đó là 4 cảm thức thẩm mỹ của người Nhật Bản, đó là chất vắng lặng, chất đơn sơ, chất u huyền và chất nhẹ nhàng. Và những cảm thức thẩm mỹ này sẽ dần dần được gửi đến các em qua quá trình chúng ta phân tích 4 bài thơ. Về thể thơ haiku của Nhật Bản thì ngoài tác giả Basho, ở Nhật Bản còn rất tự hào về 3 nhà thơ nữa. Các em có thể tìm hiểu, tìm đọc những tác phẩm của các nhà thơ Buson, Issa và Shiki. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nhà thơ được lựa chọn đưa vào sách giáo khoa, đó là nhà thơ Basho. Nhà thơ Basho là một con người tài hoa, là một con người mà cuộc đời của ông gắn liền với những chuyến du hành. Trên những chuyến du hành đó, nhà thơ đã sáng tạo nên những thể loại thơ du ký, đã sáng tác nên nhiều bài thơ haiku rất hay. Trong đó có thể kể đến các tác phẩm tiêu biểu như Phơi thân đồng nội, Áo tơi cho khỉ, Lối lên miền Oku, Cánh đồng hoang. Và đây luôn là một trong những niềm tự hào hàng đầu của thơ haiku Nhật Bản. Không để các em phải đợi lâu nữa, chúng ta cùng đi vào phân tích những bài thơ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích 4 bài thơ, đó là bài thơ số 1, bài thơ số 2, bài thơ số 3 và bài thơ số 6. Ở trên màn hình là những gợi ý cơ bản để các em có thể dễ dàng cảm nhận được một thể thơ rất độc đáo này. Chúng ta cùng đến với bài thơ haiku số 1. Đất khách mười mùa sương, về thăm quê ngoảnh lại, Edo là cố hương. Các em thân mến, như đã nói, mỗi bài thơ haiku sẽ được bắt đầu từ tứ thơ, và trong mỗi bài thơ haiku chúng ta sẽ tìm thấy quý ngữ là từ chị mùa. Thì ở đây quý ngữ đó chính là cụm từ mười mùa sương. Sương là một biểu tượng thiên nhiên đặc trưng của mùa thu, và đối với văn hóa của phương Đông nói chung thì mùa thu khi đưa vào văn học không chỉ có ý nghĩa là một mùa nữa mà nó còn đại diện cho năm. Và ở đây tác giả đang muốn nói đến 10 năm. Trong 10 năm đó, có điều gì thôi thúc tác giả viết nên bài thơ này? Đó chính là tứ thơ. Tứ thơ ở đây chính là cảm xúc đối với quê hương. Và cô cũng cần phải cung cấp thêm cho các em một thông tin để mình nắm rõ hơn về bài này. Nhà thơ Basho quê ở Mie, sau đó ông lên Edo sinh sống. Edo chính là thủ đô Tokyo bây giờ đó. Và sau khi mà sinh sống được 10 năm thì ông đã trở về thăm quê Mie. Khi trở về thăm quê, ông viết nên bài thơ này. Và chúng ta sẽ thấy được một cái điều hơi lạ ở đây, đúng không? Lạ nhưng rất là quen với những ai đã có trải nghiệm này. Có những vùng đất chúng ta không sinh ra, nhưng tuổi niên thiếu của chúng ta, tuổi thanh xuân hay tuổi trưởng thành của chúng ta trải qua vùng đất đó gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão và những sự kiện, thì mảnh đất đó lại trở thành một phần thân thương không khác gì quê hương của chúng ta cả. Bài thơ này của nhà thơ Basho gợi chúng ta nhớ đến câu thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Chế Lan Viên: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Có những mảnh đất sẽ là gắn bó với chúng ta như thế, như cô thôi. Quảng Bình là quê hương của cô, nhưng bây giờ Sài Gòn đã trở thành một phần máu thịt không thể nào quên được. Quảng Bình là mảnh đất cố hương thiêng liêng, không gì thay thế, nhưng Sài Gòn cũng chính là quê hương thứ hai. Và các em ạ, khi chúng ta sống ở một vùng đất mà chúng ta cảm thấy gắn bó như chính quê hương mình, thì chúng ta là một người rất hạnh phúc. Hy vọng rằng các em luôn trân quý quê hương của mình, và các em nếu như sau này có sinh sống ở những vùng đất khác, sẽ có sự gắn bó, sẽ biến đó trở thành quê hương thứ hai, để rồi chúng ta một lần nào đó quay trở lại, đọc lại bài thơ này, sẽ cảm nhận được cảm xúc, tình cảm mà nhà thơ Basho gửi gắm. Thơ haiku là như thế, sẽ đọc đi đọc lại rất nhiều lần, và ở những thời điểm, những độ tuổi khác nhau, chúng ta sẽ có thêm những cảm nhận khác.
Các em thân mến, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một số thông tin về thể thơ haiku, cùng tìm hiểu đôi nét về một trong những tác giả tiêu biểu là nhà thơ Basho và bước đầu cảm nhận thể loại thơ này qua việc phân tích bài thơ số 1 của ông. Cảm ơn các em đã đồng hành và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo của siêu trí nhớ học đường.